Cầm cái điện thoại xuống. Ui cá bự, cá bự, cá bự, cá bự. Bự với nhau ơi, kìa kìa. Vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi, kèo rồi nha ơi. Đó, lúc cán không biết con này có sảy không nha. Đó, đó. Cá bự nha anh em. Ôi ơi. Ôi ôi. Rồi, trước khi vào video mới thì cho Hiệp xin phép được giới thiệu với kênh mới của Hiệp nha. Đây là kênh Hiệp Gà Vlog. Thì do mấy cái kênh cũ của Hiệp nó mắc đề xuất nên nó không có view cả nhà, nên mình mới tạo cái kênh mới này để đăng lên, mong là sẽ có đề xuất có view lại nha cả nhà. Thì cả nhà ai mà yêu quý và ủng hộ Hiệp thì xin cho Hiệp một đăng ký kênh nha. Rồi tiếp theo Hiệp xin quay số trúng thưởng clip trước là cả nhà, clip gung tay chân khi phát hiện quái quặc trong cái chống lương nè. Clip này vô hàng khủng, quá trời khủng luôn nha. Thì sẽ tổng hợp những bình luận, like video và chia sẻ ở bên dưới của anh em nha. Mình sẽ tổng hợp qua đây quay số như mọi ngày nha. Hôm nay sẽ là người may mắn trúng hòn quà nhỏ nhỏ của Hiệp đây. Đây. Rồi, Văn Vĩnh Hồ, chúc mừng Văn Vĩnh Hồ nha. Văn Vĩnh Hồ là người hay bình luận trên kênh của Hiệp nào mà ít khi trúng lắm nào, hôm nay trúng rồi, chúc mừng em nha. Đề nghị để lại số điện thoại bằng chữ bên dưới nha. Những em nào muốn tham gia trò chơi thì cứ việc like video, chia sẻ càng tốt và bình luận bên dưới nha. Hello, Hiệp xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy sức khỏe nha. Hôm nay Hiệp quay lại trở lại chỗ cũ, Hiệp cắm câu cá chê, cá lóc nha cả nhà. Thì mấy clip trước đó, Hiệp có lại đây cắm nè cả nhà, mà Hiệp cắm bằng mồi trùng nhỏ xíu trùng An Giang á cả nhà, nên nó chạy nó bị cá rô khóa cho cả nhà, nó không có dính nhiều, dính được bữa đó được 5-6 con vậy á. Thì hôm nay Hiệp quay trở lại, Hiệp lấy con trùng mua ở Đồng Tháp nè, con trùng hổ, con nào con nấy bằng ngón tay út á nhà. Mình cắm thử coi tình hình nó có khả quan không, còn cá không cả nhà. Với phần mình cắm ở cái chỗ mình cắm gồi á cả nhà, chỉ vài cần thôi, còn bao nhiêu mình cắm lên cái nói tiếp cái điểm trước mình cắm á nha. Mong là trời đừng mưa nha nhà. Thì hổm gài nước gông nước cạn quá nha, cạn sâu dưới đất luôn, mình cắm không có được cả nhà ơi. Nên hôm nay canh thấy trời nước nó cũng vừa nè, nhưng mà nó vẫn đang cạn rồi cả nhà, nước đang gồng xuống rồi. Chắc nó cù bắp nữa quá, không biết sao đây, mong là nó sẽ chạy liền, nó dính liền nha nha. Đây mồi trùng của Hiệp nè, Hiệp có đem theo chục con nè, không biết cầm được. Đây cái này là 40 mấy cần câu Hiệp đem theo, thì cắm được nhiều hay nhiều nha nha. Để Hiệp cắm mấy chỗ mà bữa trước mình cắm nè, bữa trước cắm mà nó không dính á nha, bị mồi nó phá, bị cái gô nó phá. Nay quay lại cắm tình hình nó làm sao. Giờ chui xuống đây cắm cần nha nha. Cắm đây mong là sẽ dính nha, chắc là sẽ dính rồi đó. Mấy cái bãi này ngon lành lắm nè. Cần này dính cái gô nữa thấy gì rồi bà con cô bác ơi. Đây. Ôi 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 cái gù phi vậy. Ôi ôi cái gù phi cả nhà ơi. Được. Từng cá rô chứ. Lụm tiền. Có lý với nhà ơi. Một con nghe nhà. Mới giờ chạy về được chừng từ đó tới đây cái gì. Đừng con đó nha. Bỏ cốp xe. Cũng như mọi ngày thôi, bỏ cốp xe. Nhìn cái gồ nó hay gì ở nhà. rõ ràng. Cái rô nè, rô bự cũng được. Em biết dính không, sao dính gốc vậy nhỉ? Ồ, dính nè ơi, dính nè. Đó, cái chơi. Hên là mình ngưng lại, mình tính chạy đi luôn rồi đó. Mình thấy nó dướng gốc. Đừng xảy nha. Ôi, dướng gốc nãy giờ muốn chết luôn nha. Cá bự nha. Tắt máy. Nãy giờ chết luôn. Một em quay về được nhiều đó cũng vui ở nhà. Cái rô phi, cái rô với cái chày nè, dính nhà. Biết cá rô hay cá chê đây. Ủa gì á, chê ở nhà. Chê ngã nha, cũng được, có lý. Chỗ này cá chê nhiều, khúc ngay buổi chuối nè, cá chê nhiều. Bây giờ mình thay mồi cái nha. Một con ở nhà ấy. Tối hù rồi, trời tối hù rồi, mình về gán về. Chiều nay chắc thay mồi, tối nay chắc hết mồi nhiều quá nha. Nãy mình về mình dở hết mồi nhóc hết á, tại biết sao không? Chiều cắm sớm quá, cá gô phá. Hai con cá chê cũng được. Rồi, Hiệp xin chào cả nhà nha. Bây giờ Hiệp với cha Hiệp chạy từ dưới nhà Hiệp lên đây khoảng 2-3 cây số quá nhỉ. Cũng hơi xa á. Giờ này khoảng 9 giờ đó nha. Giờ hai cha con mình đi thăm nha. Chắc móc mồi vô sáng mơi đi cuốn nữa nha. Kiếm bậy nó vài con nữa. Tại thấy nước nó đang lên, mình tưởng nước nó gồng sát thì mình cuốn về luôn, còn nước nó đang lên thì thôi để sáng mơi coi có chín con gì nữa không nha. Cha mình đang cắt trùng nha. Này cắm lại chỗ cũ mới cần câu rồi lên chỗ mới nữa nha. Tại buổi trước cắm mồi cùi chiều mình về thấy nó hết mồi nhiều quá nha. Cá nước nó cạn quá, cái đầu cá rô phá quá, phá luôn rồi. Nước sâu thì cá rô đỡ phá. Đang cắt trùng là mình lại là mình thăm là thấy dính con rồi đó nha. Mà không biết cá chê hay cá rô nha. Đó, mình dịch kìa, không biết cá gì nghe nha. Để cha mình dở lên đi coi cá gì. Cái gì ạ? Chê, cái chê nhỏ nha. Cái chê nhỏ. Cái chê mini, không ai thả luôn đi. Rồi tiếp nghe nha. Rồi tiếp nha. Bên đây nè. Ngay xe luôn nè. Mé bên kia chuối á. Mé bên kẻ cây chuối bên đó bên trái kìa. Hả? Dính không? Rồi thấy nó lôi lên nãy nha, nhưng không dính nè. Rồi, chui hết trơn dính cần nữa nha. Mới không dính cần đó lại cần thứ ba dính nè. Biết cái gì nha. Cái gì mình không biết. Cái rô. Cái rô nha. Còn cái rô. Đừng gọi đèn vô con cá nha. Lụm. Còn cái rô nữa nghe nha. Rồi, dính nghe nha. Cầu bên đây nè. Mình mới là mình gặp. Nãy giờ mình thay mồi tiếp cha mình. Nè, câu đó nè. Ngay gốc. Nó. Quay đèn biết thấy không? Không thấy rồi. Gô hả? Trời ơi. Gô của nhại. Tưởng cá gì thấy coi gịch đó. hay dạng cá rô. Rồi cần này dính nữa nghe nha, mong là không phải cá rô nha, cá rô nữa chết luôn. Thấy ướt đầu kìa, thấy cũng mạnh mạnh đó, không biết sao. Ui mạnh lên, cá chê nghe nha, mới thấy phải vậy chứ cái gô à, chết luôn cái chê nghe nha. Một em cá chê gỡ thùng ra vô kèo rồi đi tiếp cái nhại. Rồi tiếp tục lụm cần kế tiếp luôn nghe nha. Cần này lúc bữa trước mình cầm mà dính cá rô nè. Quăng lên liền nha. Ở đây mình không có quay nó lôi cho cái nhà coi được. Gãy rồi đó, cái cây đó nó bị yếu gãy khúc đó. Cái gì? Cái chê. Cái chê nè. Chê này hơi nhỏ nha, nãy giờ mình dính cá hơi nhỏ, không bằng ngoài sông. Đừng gọi vô cái con cá chê. Con chỗ này hồi chiều mình gìn muốn chết luôn. Nó cứ gịch lôi hoài mà nó không dính nha. Mình quay về nó cũng không dính luôn. Nó không chịu ăn, cuối cuộc tối lại nó ăn nha. Tiếp tục đi cả nhà. Tiếp tục dính nghe nha. Mấy cần nào nó hết mồi không dính đồ á, mình không quay nha. Tránh thời gian, mất thời gian anh em. Đó. Đó. Ủa, cá bự cái này nãy giờ mới thấy. Đấy, tiếp tục cả nhà. Con này dính dễ phạch phạch ra nhà, không biết cái gì. Lòi gịch gịch thấy không? Này cá bự à. Ui trời trời. Đó. Cái chè bự nghe nha. Bữa trước mình dính đây, bữa nay dính nữa. Chỗ này cá chê nhiều quá. Cá chê nhiều nha. Cái lỗ đó hồi bữa trước mình cắm chua trùng cù bóp mà dính cá chê. Hôm nay cắm trùng này dính thêm con lượm. Hôm nay coi bộ hơi ngon đó nha. Tiếp tục dính cá rô phi kìa nha. Loại tỏn tỏn kìa. Cá rô phi loại tỏn tỏn. Ăn cá rô phi. Ý. Rất luôn. Thấy còn loại mà. Đó. Mình tiếp tục một con cá rô phi nghe nha. Rồi tiếp tục dính nghe nha. Không biết cái gì đây. Dạ, cái rô phi nữa. Chiều dính đây con cá rô phi, giờ dính con cá rô phi nữa nha. Ủa sao tối dữ ta. Một con cá rô phi nữa nha. Sớm giờ mình chịu giờ mình ba cá rô phi vậy đó. Rồi, dính ở đây cả nhà. Đây xuống coi Hiệp gỡ lên được không? Cái gì đây không biết. Cái chê đó nha. Chê nghe nha. Nãy giờ được nhiều con cái chê mình chưa đếm này, để ngồi tổng kết lại coi được nhiều con nữa nha. Nó hao mồi quá đi, chừng nào không bị cá gô khóa thì mặt mai dính cá chê nha, hên xui quá đã. Hôm nay cũng bộn quá nha, chiều mình đi về được 2 con rồi. Thấy ướt đọt mà lôi yếu xìu quá nha, không biết con cá gì đây. Có khi nhầm khi con cá chê mà nó lôi yếu không chừng. Trời, cá gô, cá gô nghe nha. Tiếp tục một em cá gô, kệ cá gô bự bự cũng ăn cũng được cả nhà, có đỡ hơn không. Lượm một em cá gô, tiếp tục dính nữa nha. Cá gô nó gì mà thấy lâu yếu xìu à nha. Đó. Ôi ôi, cá bự cá bự, cá bự nha ơi. Trời rồi, cá gô phi. Một em cá gô phi nữa nha. Rồi lượm. Nãy giờ cầm cái đèn nó bị yếu, sáng yếu vậy, dính nè, không biết cái gì mà phải lôi bịch phịch phịch phịch. Cặp mà gà không lấy nét. Ui, cái gì đây? Cá phi nữa. Cái vậy? Ô vuốt rồi nhảy. Ồ, cá phi bự, ổn quá. Chưa kịp quăng lên nữa. Dính hả nhà. Mới giờ đi cứu xuống gặp nè. Cầm cái điện thoại xuống. Ôi cá bự cá bự cá bự cá bự, bự cái nhau ơi, kìa kìa. Vô rồi vô rồi vô rồi vô rồi, kèo rồi nha ơi. Đó, lúc cán không biết cái con này có sảy không nha. Đó, cá bự nha anh em. Ôi 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 ôi. Rồi đâu rồi đâu rồi. Cá bự cá bự cá bự, lôi ra cha. Ui, cá bự này không chơi vợt nguy hiểm lắm đó nha. Lụm bự hàng nãy giờ mới thấy hàng bự nghe cái nha. Nghe chăng mấy cái chỗ bờ quầy chuối này nó vô hàng bự không? Quá đã. À, thấy không? Còn gì sướng bằng cá chê bự. Đấy. Lụm một con nữa. Rồi mình làm dấu gần cuối luôn đó nha. Biết mình cầm bên đây bên kia. Bên đây không có à. Vậy là bên đây nha. Làm dấu gần cuối để coi gần cuối chạy không, dính không. Uống câu đâu ta. Kìa. Ồ dính nha ơi. Dính nha. Gỡ đi. Để Hiệp gỡ luôn nha, hên xui nha. Hên thì lấy được, còn xui thì sảy nha. Tại chỗ này quăng lên không có được. Lôi vô hang kìa. Ôi trời ơi. Cá bự cá bự cá bự. Ôi. Đó. Lụm đường cuối. Ở khúc ngoài này cá nhiều cái nha. Mấy hàng chuối này cá nhiều, nãy giờ dính 2 con bự rồi đó. Cái này bự nha. Rồi để Hiệp quay cho cả nhà coi luôn. Xong để con này vô quay cho cả nhà coi tối nay được nhiêu nha. Ủa trời ơi, mùa không bay vô luôn. Đó. Đó nhà ơi. Vô kèo rồi. Một đống luôn. Quá đã nhà ơi. Đó. Ở nhà mình 4 con, ở hang cá chê với hang cá gô nữa, cá gô phi với cá gô đồng. Nặng à. Để coi sáng mời mình đi cuốn là được nhiều nữa nha nhà. Mấy con ta 2. Nói chung là đếm không được nhiều cá chê, được nhiều con không biết. Được mấy con bự kìa. Đó, rồi để Hiệp quay về nha nha. quay về nếu có dính nữa thì Hiệp quay nữa, còn không thì sáng mai Hiệp đi cuốn luôn nha. Mới vừa quay về dính luôn nha, không biết cái gì nha. Ôi ôi, cô Phi cái gì à? Cô Phi mới quay về dính luôn. Cá Phi nó ăn gịch tẹt 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 ha. Lụm kệ, có con nào đỡ con đó nha. Tìm em cô Phi nữa, hôm nay vô mánh nè nha. Nói chung cũng không vô mánh tại mình cầm nhiều câu thôi. Nước cái này nó lên xuống ầm vậy đó. À, cắm nó đâu có dính giữ cái nha. Đợi tới nước mà đứng đứng cắm dính dữ dằn. Cái đèn hết pin nữa nha, dính nữa nè. Quay về hơi dính nữa nha. Ồ, cá Phi bự nha ơi. Cá Phi. Cá Phi bự nghe nha. Quay về dính gì cũng tương đối ok rồi. Đó. Cá Phi bự nha. Rồi Hiệp xin chào buổi sáng cả nhà nha. Sáng sớm âm u cầu vồng cả nhà. Muốn chỉ mưa tính mưa hay vậy á. Thì sáng nay mình đi cuốn có dính con gì nữa không cả nhà, đem cái thùng theo. Nước nó gồng sát dưới luôn cả nhà ơi. Này chắc treo mồi ra lửng ha. Để qua đây thăm cực đầu tiên. Trời ơi, treo lơ lửng luôn cả nhà ơi. Thua rồi nè, treo lơ lửng ở trên không gì vậy? Dính con gì? Rồi tình hình này không ổn rồi. Để khi nào mà nếu mà có dính thì mình quay cả nhà xem nha. Cá dính nó trèo mỏ cả nhà ơi. Trời ơi. Ôi ôi, cá dính trèo mỏ chết rồi, cá Phi. Nha. Một em cá Gô Phi. Dạ. Cũng được. Cá Gô Phi cả nhà. Cần này hồi tối dính á, cá Gô Phi quay về dính Gô Phi. Còn đi cũng dính nữa nha. Giờ này dính nữa nè. Ổ đây là ổ cá Gô Phi nè, chết queo rồi. Nói chung là sáng cái đó nước nó giật xuống đó nha. Cá Gô Phi chích queo. Sáng giờ dính cá Gô Phi không, hai con rồi đó. Không có con cá chê nữa nha nhại. Quá thất bại. Đây cá Gô Phi nhiều quá nhại. Dính cá Gô Phi nữa, hơn con này còn sống nè. Mới nó ngâm ngáp rồi nè cả nhà. Nước cạn lên nó ngâm ngáp rồi nè. Cho mày miếng nước đi. Tỉnh vậy. Bà còn nha. Cá Phi bự không nha. Sắp chết à. Khô quá khô. Mấy chỗ này dính cá Phi nhiều nha. Mày chóng chóng nè. Cần đặng dính là cần này dính nữa nha. Ở đây ổ cá Phi hay sao. Toàn cá Phi không. Cá Phi con rồi nha. Dạ. Cẩm hồi tối chứ. Tối còn thăm hết giác rồi giờ sáng đi nhổ luôn. Chú Văn Lứ hả? Văn Lứ, chú Văn Lứ hả? Thấy cá lô kiến nó quặn dữ lắm mà. Hư lưới ha. Không trong nhà nữa. Đưa ba màng cái gì chứ? Ba màng. Cái cũ vậy, cái ma. khỏi mua. Tôi mới đem vô đây cá lô kiến dính nhót ruột hết. Dính cá lô kiến thôi rồi bỏ cái tài lưới mới luôn. Lưới này rách nữa còn dính gì. Cá ục khóa thế ục. Cá lô kiến không? Kiến chỗ này cá lô phi nhiều nè. Ừ. Tối còn dính cá lô phi, cắm dính cá lô phi. Nhiều không? Được 2-3 con khúc này nè. Ừ. Này dính cá lôi luôn rồi nhỉ? Lôi câu luôn rồi. Tối cầm yếu quá. Ôi trời trời trời, xuống đây coi nó có dướng dướng đâu đây không? Dướng đâu đây không? Không dướng thì thua luôn. Nhằm khi nó dướng cái cây nào nó chui vô hang con cũng kiếm cũng có hoài. Hên mà chỗ này không có cây nhiều nó không có dướng đâu á. Có cây nhiều nó mới dướng. Tối chỗ này dính cá bự nè. Chê. Mà nước nó lên xuống cấm không được. Trời tối nó đi. Rồi, mắc cả nhà. Tối có mấy con cá chết mình mặn rồi nghe nha. Còn đây nè, để mình đổ ra cho nhà xem. Sáng này mình được 4 cá rô phi nữa. Đấy nha. Ui, cái này cỡ 2-3 kg cá chê á. Nãy quên đổ nước ra bớt ha nha. Đổ nước ra bớt. Cái rô chổng còn sống rồi. Vô kèo thơm phức cái này. Tại mình cầm số lượng nhiều thôi. Sáng cá rô phi không. Con cần đi lôi cá chê hay vậy lôi luôn. Đổ vô nhà ơi. Cá bành bành tối dính hai cần cuối cá bành bành không. Này cỡ 2 kg đổ lên đó nha. 2 tới 3 kg vậy. Rồi thì video Hiệp đến đây cũng kết thúc luôn nha. Để Hiệp lấy này đi bán nha nha. Đem xuống bờ cô dưới kinh dưới mình căng. Thôi chào tạm biệt cả nhà luôn. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những clip lần sau nha.